Hello chào tạm anh em, hôm nay tôi ba sẽ hướng dẫn anh em uh, sử dụng cái kiểu ghim tâm mà giống kiểu Android D4 này hoặc là dây rát B30 hoặc là Linza 2 mấy cái phụ kiện hiện tại bây giờ ấy là anh em không cần phải dí hai nút nhé, anh em không cần phải dí, anh em bình thường như Ham K5 đúng không em dí hai cái nút này này thì nó mới ghim này, đó khoảng anh em uh, ấn cái nút này, anh em ấn nút này nó sẽ không ghim nhé đó, anh em ấn một trong hai nút này nó sẽ không ghim, anh em phải ấn dí cả hai nút nó mới ghim nha đó thì uh, một số anh em không thích ghim cái kiểu này một số anh em thích ghim là kiểu bật cốp lên là ghim đó À, bật cốp lên là ghim này, bật cốp lên là ghim, bật cốp lên là ghim Đó, Nhiều anh em thích cái kiểu ghim như thế thì ok, mình sẽ hướng dẫn anh em luôn Đầu tiên anh em sẽ mở cho mình cái logo Android này Ở đây thì mình hướng dẫn Android trước nhé iOS thì tí mình sẽ hướng dẫn mở logo Android lên vào cho mình cái phần map phím nhé Và anh em để cái phần uh, ô chuột uh, phải này đây. Đó, kích vào đây cho mình Và anh em chọn xuống cái ô sổ xuống này đó ở đây thì anh em mới thấy đây thì bình thường là anh em mát như này là dí hai nút xuống nó sẽ ghim đúng không ờ, nếu mà anh em chỉ muốn kiểu ấn chuột phải phát nó sẽ ghim thì anh em sẽ bật cho mình cái này lên đó bật cho mình cái ô bên phải này lên nhé mát cho mình y như thế này cho mình luôn rồi anh em quay lại cho mình quay lại đó, đây, Up này này Up này. Up này rồi ok anh em có thể nhìn thấy nhá đây ở đây nhá mình ấn chuột phải này đó thì cái đề này nó sáng này nó sẽ tương đương với bật kìm này anh em nhìn thấy chưa đó anh em ấn chuột phải nữa là sẽ không tắt đâu anh em sẽ phải ấn như kiểu l này nó sẽ tắt này đó hoặc là ấn số 1 này nó sẽ tắt này anh em hiểu chưa đó r là tắt này anh em hiểu chưa thay đạn cái là tắt nhé còn ném bom này nó sẽ tắt nhé đó anh em hiểu chưa anh em ơi nhìn thấy ở trên đây nhé ví dụ anh em nhìn thấy mình ghim này đây mình ấn chuột phải này đây thay đạn phát nào sẽ tắt này mình ấn chuột phải này đó xong rồi mình nhả ra mình xài này đó, nó vẫn ghim anh em chưa đó, nó vẫn đang ghim này nó sẽ hiện cái đèn ở đây này nó sẽ ghim nhé đèn ba cái gạch nó lại xuống này nó ghim này là anh em thể ghim giống D4 hoặc là dây rát hoặc ninh ra như bình thường nhé anh em hiểu chưa đó, anh em thay đạn cái nó sẽ tắt này, thay đạn cái nó sẽ tắt này, đó, em hiểu chưa? Nhưng mà cái này thì khi anh em bật bật cốp lên này, nó sẽ ghim này, tắt cốp đi, nó sẽ bị kéo xuống em hiểu chưa? Đó, nó sẽ bị mất cái uh, nhược điểm của nó như thế, nó sẽ nhược điểm của nó sẽ là kiểu khi anh em uh, bắn này, tầm uh, bật cốp lên thì ghim này, tắt cốp đi nó sẽ bị kéo xuống này, thì anh em sẽ cần phải thay đạn này hoặc anh em map một cái phím gì đấy để cho tắt cái ghim đi thì nó sẽ không bị kéo xuống ra Đây là cái nhược điểm của nó. Thì tùy anh em thôi, anh em uh, thích map theo kiểu nào thì anh em map, anh em uh, bắn quên kiểu uh, như này cũng được này hoặc là anh em thích kiểu gì hai nút được thì mình thấy kiểu gì hai nút nó sẽ ok nhất mình thấy kiểu gì hai nút đấy thì nó sẽ kiểu thuận tiện cho anh em nhất ấy, anh em gì hai nút thì khi anh em bắn tầm xa này đây bắn tầm xa này thì nó sẽ ghim này ngả ra này nó sẽ không ghim này bật lên nó sẽ ghim này ngả ra sẽ không ghim này đấy thì mình thấy kiểu này bắn nó sẽ là kiểu ok nhất và nó sẽ kiểu hữu ích nhất khi anh em trong trận chiến ấy thì không biết anh em lúc nào bật cốp không biết anh em lúc nào tắt cốp đúng không đó thế nên là khi anh em gì hai nút thì nó mới đủ điều kiện thì nó mới ghim nhà giá phát thì nó sẽ không ghim đấy thì mình thấy kiểu này nó sẽ ok nhất và ngon nhất thì mỗi anh em sẽ có một kiểu chơi khác nhau nhé thì anh em thích map kiểu nào map nhé nó sẽ có hai cái kiểu ghim tâm ở cái thời điểm hiện tại bây giờ cho cái con hanzo k năm đấy thì anh em uh, tùy chỉnh nhé anh em hợp với kiểu nào anh em chơi nhá rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn ios nhé rồi ok anh em ở đây mình đang có một cái ipad này chạy hệ điều hành ios anh em nhé anh em thể thải đây thì mình vẫn đang phải gì hai nút ở mấy ghim anh em nhé đây em có gì nhìn này à? đó gì hai nút nó mới kéo xuống đây nhà một nút ra là sẽ không kéo đây gì hai nút nó kéo đây đó ok luôn mình sẽ hướng dẫn anh em nhé đây thì hai nút kéo này nhả ra không kéo này đó ok luôn nhé bây giờ mình sẽ vào go play em nhé anh sẽ vào go play cho mình đây vào cái config của anh em ấy rồi anh em để cái nút um, ô chuột phải này đây chuột phải này đó, anh kích vào đây cho mình rồi anh em kích vào cái ô sổ ra này nó nó hiện ra cái thao tác như này này em uh, mở cho hai cái ghim tâm này over over sáng nó nó sẽ ghim tâm giống d 4 hoặc là giống dây rát hoặc là giống ninja hai đấy thế trong anh em ấn cho mình vào ô này này Ô chữ Trung Quốc trên này này Đó, ok quay lại này quay lại này apply này rồi anh đây đợi chút cho lưu lại phim nhé Đó, ok xong Đấy, bây giờ thì nó lại giống như cái Android lúc nãy thôi đó anh em ấn chuột phải là nó sẽ tự sáng này đó ấn chuột phải nó sẽ tự sáng này ấn giờ nó tắt này ấn chuột phải sáng này một tắt này thấy chưa ấn chuột phải sáng này một tắt này đó, ok luôn ấn chuột phải sáng này hai tắt này đó, anh em thấy chưa nó sẽ tắt ở đây này ok luôn anh em nhé đây anh em có thể ghim này, đây bật lên ghim này, đó, ấn xuống này nó sẽ bị kéo xuống nhé, anh em lưu ý là nó sẽ bị kéo xuống nha, đấy nếu anh em chỉnh kiểu này nó sẽ bị kéo xuống, thì uh, mỗi cái nó sẽ có ưu và nhược điểm riêng thì anh em thích sử dụng cái kiểu nào thì dùng nhé, nhiều anh em thích dùng cái kiểu giống D4 hoặc là dùng ra 2 thì cái này tùy anh em nhé, anh em uh, thích dùng kiểu nào dùng, còn cá nhân mình thì mình thích dùng cái kiểu mà dí hai cái nút chuột phải dí hai cái nút đấy dù đủ hai cái điều kiện này dí hai cái đủ hai cái điều kiện này thì nó mới ghi còn không đủ hai cái điều kiện là sẽ không ghi anh em nhé cá nhân mình thì mình thích dùng cái kiểu ý thì anh em nào mà thích dùng kiểu ý thì anh em lại vào đây em chỉnh thôi đó anh em lại chỉnh cho mình này đó, một cái sáng này một cái tối này rồi em quay lại này quay lại này quay lại này đó anh em chỉnh giống mình thôi là được cá nhân mình thì mình thích dùng đủ hai điều kiện ý thì để khi mình đánh cận chiến ấy, đánh tầm gần tầm xa thì mình đều chơi được hết anh em nhé cá nhân mình thì mình thích dùng kiểu này hơn gì hai nút ghim này nhả ra tắt này anh em mình chưa sẽ không bị kéo tâm xuống dưới nhá gì lên ghim này nhả ra tắt này Đó, anh em chưa rất đơn giản luôn thì mình cá nhân mình giúp kiểu là thích dùng kiểu này hơn thì tùy anh em thôi mọi anh em sẽ có một kiểu ghim khác nhau anh em nhé mọi anh em sẽ có một cái kiểu phong cách chơi khác nhau một cái nối chơi khác nhau thì tùy anh em nhé rồi cảm ơn anh em nhé anh em có thể tùy biến có hai kiểu ghim tâm đấy anh em tùy biến theo kiểu nào thì anh em chơi nhé cảm ơn anh em nhé xin chào anh em bye bye nhé